Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những cơn mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện ngày một nhiều. Chiều tối nay, mưa tiếp tục trải đều trên toàn khu vực Nam Bộ cũng như là Tây Nguyên, phần nào làm dịu mát bầu không khí tại đây. Theo thống kê từ ngày 16 tháng 5 đến nay, lượng mưa ghi nhận được tại đây nhiều nơi phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 50mm. Theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, sang đến khoảng chiều tối ngày mai, gió mùa Tây Nam mới thực sự hoạt động trở lại, báo hiệu mùa mưa tại các tỉnh phía Nam chính thức bắt đầu. Trong cơn dông thì người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Tuy nhiên, do đặc điểm của gió mùa Tây Nam là hoạt động mạnh và gây mưa vào chiều tối, nên trong ngày trời vẫn còn nắng nhưng không còn nóng nữa. Mức nhiệt cao nhất ngày mai tại Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng 32 cho đến 34 độ, còn tại Nam Bộ là từ 33 cho đến 35 độ. Trở ra phía Bắc, trong ngày hôm nay, dưới tác động của vùng thấp nóng ở phía Tây, một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Bắc cũng như là vùng núi phía Tây, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt dao động từ 35 cho đến 37 độ. Tuy nhiên, bắt đầu từ tối và đêm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ có sự thay đổi đáng kể. Nguyên nhân là do lúc này đang có một rãnh mây dông đẩy xuống nước ta. Trong tối và đêm nay thì mưa sẽ diễn ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trước. Sau đó, từ khoảng nửa đêm trở về sáng, mưa sẽ mở rộng ra khu vực phía Tây và lan xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo đợt mưa này sẽ bắt đầu từ tối và đêm nay kéo dài cho đến ngày Chủ nhật. Trong đó, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh cho đến Hải Phòng sẽ có mưa vừa đến mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to và dông, nên người dân nơi đây cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng. Mưa xuống sẽ khiến cho nền nhiệt độ các tỉnh Bắc cũng như Trung Bộ giảm đáng kể. Ngày mai Bắc Bộ cũng như là các tỉnh Thanh Hóa cho tới Nghệ An, Hà Tĩnh thì nhiệt độ phổ biến dưới 32 độ, thời tiết tiếp tục mát mẻ trong những ngày tới. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên thì nhiệt độ cao hơn, tuy nhiên thì nắng nóng chỉ còn xảy ra lác đác ở một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực ven biển Quảng Ninh tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, nên mây dông trên các vùng biển phía Nam cũng ngày một nhiều hơn. Tầm nhìn xa vì thế giảm mạnh chỉ còn từ 4 cho đến 10 km, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, thời tiết chuyển mát mẻ. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ mưa ít xảy ra, song nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tăng cả về diện và lượng từ chiều tối mai. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 20 tháng 5 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. We'll be right back.